Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay vẫn vừa mua được cái ớt sen nách mọi người. Nhìn giống ớt sừng thôi mọi người ha. Ớt này thì to hơn ớt sừng một chút xíu. Ớt này có 3 màu: màu vàng, màu cam, màu đỏ. Ớt này thì vẫn cũng chưa ăn bao giờ. Hôm bữa thì vẫn mới ăn ớt chuông ba bí với là ớt sô cô la và lê mô, giờ vẫn mới thử cái này ha, vẫn thử màu cám này trước ha, vẫn ăn không trước đi, vẫn mời mọi người ha. Vẫn chậm mùi coi sao, thân thì mới đâu ăn cái trái này hơi là lạt. Hơi hăng ha, nhưng mà không phải hăng giống như cái ớt ớt chuông bình thường. Hột nó có chút xíu bên trong mọi người. Trái nó vẫn phải ngọt, không cay. Trái nó hơi lạt lạt. Để vẫn thử màu khác coi, để vẫn ăn cái hết cái trái này xong mình thử màu khác coi. Con để vẫn thử màu đỏ ha, ăn không trước. Trái màu đỏ này ngọt, hay màu cam lúc nào không ngọt đó. Rồi nó ngọt kìa mọi người. Cái vỏ bên ngoài ăn vẫn hơi cứng cứng. Trái màu đỏ nó ngọt. Cái thịt của trái ớt này nhỏ nhưng mà không dày bằng ớt chuông, chuông ba bí mọi người. Chuông ba bí dày hơn, mỏng nước hơn. Tôi vẫn thử cho màu vàng ha. Mình ăn không trước. Màu vàng này mỏng nước nhất mọi người. Mỏng nước nhưng mà cái cơm mỏng mọi người. Cơm mỏng á. Cái tải chảy quá hơi ôn mọi người thông cảm ha. Ở nhà vẫn ngay cái đường á. Đây cái hạt ở đây mọi người. Cái trái màu vàng này là hạt nhiều hơn cái trái màu đỏ với màu màu cam ha. Mỏng nước hơn, mỏng nhưng mà mỏng nước. Giòn. Vẫn sẽ ăn lại một cái trái màu cám này coi bên nào đầm hơn. Vẫn thử cái trái đầm này coi ha. Cái này vẫn thấy ăn lạt, không biết giờ thử trái này lại coi. Cũng không được ngọt, trái màu đỏ ngọt nhất.
Ớt này không hăng như ớt chuông nhưng mà ngon, nói chung là ăn cũng được. Vẫn thấy để vẫn tìm cái trái đỏ đầm đầm ha. Vẫn thấy màu đỏ là ngọt nhất nhá, màu cam này thì lạt nhất này, màu vàng để vẫn thử trước, màu vàng lại trái khác ha. Ớt này thì mắc hơn ớt chuông ba bi nhưng mà vẫn thấy chuông ba bi mọng nước hơn, mà chuông ba bi thì cái thịt dai hơn mọi người. Thì mình lột ra xong mình cho mọi người coi. Đây mọi người, mình dơ sát cho mọi người coi này. Mỏng lắm. Đó. Mỏng giống y chang cái ớt sừng bình thường của mình. Ớt cái của mình á. Không hăng mùi ớt nhưng mà màu vàng với nó màu cam không được ngọt. Mình ăn lại trái màu đỏ. Màu đỏ ngọt nhất luôn mọi người, ngọt cái này ngọt như ăn trái cây, còn màu cam với màu vàng không ngọt, lạt giống như ăn bình thường vậy thôi. Con màu đỏ này ngọt này. Những thường thường mua người ta hay tẩy ba màu. Vẫn thấy cái ớt này mắc hơn ớt ớt chuông ba bi, mắc gấp đôi luôn á nhưng mà không ngon, vỏ hơi dày mà vẫn thấy không ngon bằng ba bí, vì là ngon nhất là ớt Palermo màu sô cô la mọi người. Còn ba màu kia thì vẫn cũng chưa ăn nhưng mà vẫn thấy trong ba loại ớt chuông ba bí, Palermo, snack thì vẫn thấy Palermo màu sô cô la ngọt nhất luôn mọi người. Ăn càng nghiền cái ớt Palermo màu sô cô la, còn vẫn thấy chuông ba bi thì là màu vàng màu cam ngọt hơn cái snack này. Cái snack này thì chỉ có màu màu đỏ là ngọt, màu đỏ này ngọt nha mọi người, ngọt giống như ăn trái cây luôn, nhưng mà hai màu này thì lạt giống như ăn ăn ớt bình thường vậy đó, không cay không hăng nhưng mà lạt không có ngọt. Thì vẫn xin kết thúc ở đây. Vân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã coi hết video của Vân. Mọi người yêu mến kênh Vân thì cho Vân xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ Vân. Vân cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Bye bye.